đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù thương đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo Chúa toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha ở nơi đâu? Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù thương đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà tùy sớm hôm để lo chủ toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù thương đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo Chúa toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về, hương lòng thánh nhân bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo Chúa toàn dưỡng dưỡng con cái biết theo đạo lành. Thank you.
hồi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hồi thanh dậy thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã ban truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo bên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, ta ban ơn sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng chọn tốt chọn lành vô cùng, chịu nạn chịu chết vì con mà con đã cả lòng phán. Chúng tôi dâng lễ thỉnh nguyện, chúng tôi nhận được sự bao tử của ông John Bautista. Để mang chúng ta đây có được chúa hỏi thầy, chúa ông John Bautista về với Chúa một giờ thêm một chút, bước sang ngày chủ nhật hàng ngày Chúa sống lại. Và nói với thánh Phaolô, chúng ta sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. Trước nỗi buồn của ông John, chúng ta thật ra chúng ta rất ảnh hưởng thân thân vô cùng. Chúng tôi xin mời lời xin lưu đến tăng thuyết và cùng với các đoàn, tôi mong chúng ta cùng nhật ý dẫn lời cầu nguyện tha thiết. Xin Chúa nhận nguồn John Bautista sống về với Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho hành trình của những trong năm một tuần gian. Chúng biết ta nghe lời của Chúa ban cho ông. Thế là cách đây hơn một tuần, ông được lãnh nhận tha thiết của Chúa về giáo hội trong bình an. Chúng ta cầu chúc ông được về với Chúa trong bình an và về bên Chúa sẽ đồng cầu nguyện cho chúng ta. Từ đây trước nỗi buồn này, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa về lời Chúa nhân đạo của chúng ta trong nỗi đau khổ, sự chia ly của người thân thương chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng thắp lên niềm hy vọng và niềm tin yêu phó thác lên Chúa để xin Chúa đón nhận tin mừng John Bautista sớm về với Chúa. Bài viết thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, giờ ấy Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, là hoa quả đầu mùa của những người đã ham giấc. Vì bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ đã chết. Cũng như mọi nơi Adam mọi người đều phải chết, thì nơi Đức Kitô mọi người cũng được tăng cho sự sống. Nhưng ai nấy theo thứ tự của mình, người đầu tiên là Đức Kitô, sau đó là người là những người thuộc về Đức Kitô vào ngày người làm thế. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Cái câu đoàn cũng thưa rằng từ những lời thánh cô lưu trong thư vương tôi chúng ta vừa nghe, đó là sự hiệp thông của chúng ta trong tình yêu của Chúa. Sống là sống với trước sự ra đi của ông John Bautista, thân của chúng ta đau buồn. Tuy nhiên trong mỗi bối rối mất mát này, chúng tôi nhiều khi cũng không thể chu toàn một bổn phận đối với người đã ra đi, cháu họ, chia xe, những người thân thương của những người láng giềng, anh chị em thân quen của chúng ta đây cũng đang nhiệt ý với chúng ta để tổ chức tang lễ và cầu nguyện cho ông John Bautista. Thánh Phaolô cũng nhắc đến sự yên đới đó, tội tội của một người là Adam mà cả nhân loại chúng ta trong tình trạng tội lỗi. Tuy nhiên, Đức Kitô đã đến trần gian này, đã liên đới chúng ta trong thân phận làm người, đã chia sẻ niềm vui nỗi buồn, nhất là qua cái chết và sự sống lại. Chúng tôi đã trở thành một ơn cứu độ cho chúng ta. Ông John Bautista đã được cứu độ trong Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta cầu xin Chúa đối với anh hùng John Bautista sống về với Chúa. Với tất cả cuộc sống này chỉ có sự thay đổi bằng sự sống thể lý cũng như là sự hiện diện thân xác của chúng ta trước đây với ông John Bautista. Để đem về với Chúa, tin vào bằng tình yêu và bằng lời cầu nguyện, cũng chúng ta nhớ cầu nguyện cho ông, để ông vẫn đang hiện diện với chúng ta để tạ ơn Chúa và sống lên đối với chúng ta. Khi niềm tin đó mà giờ đây chúng ta cùng cho lời cầu nguyện cho bài hát sự sống này chúng thay đổi trên cuộc đời mình. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi,
lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Sao kiếp người này không cho nương mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tim còn nhảy mây, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Chúng ta vâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn với nhân vật Chúa, người anh em của chúng con đây, khi còn sống trong đời chống quan này, ông Gioan Bautista và anh em chúng con đã được Chúa luôn luôn hết lòng yêu thương. Giờ đây xin tuyên truyền cho mấy anh em chúng con mà Chúa đã cho thoát khỏi mọi sự dữ, được vẫn an nghỉ muôn đời. Vậy chúng con cầu xin lòng nhân từ của Chúa cho tôi tới Chúa, sau khi được thoát khỏi mọi sự dữ được vào thiên đàng, nơi không còn phải khóc lóc than van và đau khổ nữa, nhưng được hưởng bình an. Bỏ lòng cùng với con Chúa và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Để đây chúng ta làm, xin Chúa làm cắt trong chiếc khăn tang áo tang những người thân thương của ông Gioan Bautista sẽ mặc trên người chiếc khăn tang. Bổn chắc nhắc lại cái tích sửa tôi mà ông được làm con cái của Chúa. Những chiếc khăn tang áo tang này nó lên tình liên đới của người, của mình vợ, của những người con thân yêu, và nhất là của những người thân thương mà chúng ta thấy được trên đầu đây để nhắc nhở đến tình liên đới đã vậy. Biết chúng từ dấu chỉ của biển tôi đi tăng tốc thành nhà biên vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ an ủi những ai đang thương khắp một thân của họ vừa mới qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng bắt dân người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình yêu thương của Chúa, và xin cho họ biết và theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta xin cho phép cho các áo quan và thể xác ông Gioan Bautista sẽ được yên nghỉ trong một thời gian. Cho dầu hỏa thiêu, cuộc đời của ông và thân xác của ông trở thành một buổi lễ toàn thiêu để tiến danh của Thiên Chúa. Và rồi ông sẽ được yên nghỉ trong ngũ tro chờ ngày Kitô phục sinh quang lâm. Hãy sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang để ban cứu độ toàn diện. Không những là linh hồn mà cả thể xác của ông Gioan Bautista cũng chúng ta sẽ được sống lại với Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình. Vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã được trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa lành cho chiếc áo quan này mà thể xác tôi tới Chúa là ông Gioan Bautista được an nghỉ trong đó chờ ngày Chúa cho sống lại và về hưởng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới bậc sao kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai dối đường, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán nữa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân đơn Chúa trời đêm ngày hay trông cậy người cho nên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn cho Gioan Bautista được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Gioan Bautista cho khỏi tù. Con xin thay mặt gia đình tăng quyến tin là cảm ơn cha, dù rất bận rộn công việc nhà xứ nhưng cha đã dành thời gian đến chia sẻ những đau thương mất của gia đình chúng con, đặc biệt là làm phép tẩn liệt cho linh hồn Gioan Bautista, người thân của chúng con. Chúng con
vô cùng cảm tri ân và cảm tạ cha vì tình yêu thương. Chúng con không biết nói gì hơn là xin Chúa tuôn đổ muôn vàn hồng ân đến với cha, bình an và đặc biệt sức khỏe để cha dẫn dắt các con chiên của giáo xứ cha mỗi ngày. Con xin cảm ơn cha, và em cũng xin cảm ơn quý cộng đoàn đã dành thời gian đến chia sẻ và cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Gioan Bautista, người thân của gia đình chúng em. Chúng em cũng xin chúc qua lời cầu bầu của Thánh Gioan Bautista, xin Chúa ban cho quý anh chị luôn được bình an, tràn đầy ân sủng, sức khỏe để các anh chị vui toàn công việc tông đồ mỗi ngày một thuận lợi và tốt đẹp hơn. Cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Tình cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đóng hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây, dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây, dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Mai đây, dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin.
dắt con đi vào đời. Cha ơi, rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha. Con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca. Cha là núi, đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha. Nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, còn ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm.
thấm xuống hồn
mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, xa xôi ngày tháng em trôi. Yêu thương như nước xuôi dòng, mặt nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời. Từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống. Xin chào các anh em, một chị em chúng ta cùng cho lời cầu nguyện. Xin gia đình cùng hợp ý với chúng tôi để cầu nguyện cho ông Doan và chị ta. Kính thưa Tam Quyến và cộng đoàn, mỗi khi chúng ta tiễn đưa một người thân yêu đã kết thúc sứ vụ của mình trên dương thế để về với Thiên Chúa tình thương nhân hậu, là mỗi lần chúng ta xác tín hơn về con đường chúng ta đang tiến bước trong đức tin. Trên con đường ấy, như Thánh Phaolô đã nói, lòng vị tha, tình bác ái và sự chia sẻ là những yếu tố quan trọng và là hành trang thiết yếu. Ông Gioan Bautista là ân nhân của chúng ta khi còn sống, đã cùng với chúng ta chia sẻ tình bác ái và sứ vụ tông đồ một cách cụ thể. Chúng ta có nhiệm vụ phải cầu nguyện và hiệp thông tất cả những công tác, sự hy sinh và việc tông đồ bác ái của chúng ta với ông Gioan Bautista. Xin Chúa thương nhìn đến những công việc tốt đẹp ông Gioan Bautista đã làm khi còn sống và tha thứ những thiếu sót của thân phận con người, để ông Gioan Bautista sớm hưởng kiến nhan Thánh Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng hiệp một lòng một ý cầu nguyện cho linh hồn Gioan Bautista. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin ngôi ba Thiên Chúa lơ xuống trên chúng con, ban ông ân tràn chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô. Xin Cha cho chúng con hôm nay
này và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết và tan xa xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trăm kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh nằm có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Lạy Thiên Chúa của con tin tưởng nơi Ngài. Xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân thù đặt chi nhau người con. Chẳng ai trông cây Chúa mà lại phải nhục nhằn tôi hô. Chỉ người nào tự dưng phản phung mới nhục nhằn tôi hô mà thôi. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bao ban dạy dỗ. Vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con, sớm hôm con gần cây trông Ngài bởi vì Ngài nhân ai. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân cho dài bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Chúa là đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của người. Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Lạy Chúa, tôi con thật nặng nề vì danh Ngài, xin lượng thứ cho con. Phàm ai kinh sợ Chúa, người chỉ cho thấy đường phải chọn, họ sẽ được an vui hạnh phúc một đời và con cháu thừa hưởng đất tổ tiên. Chúa sự thân tình với những ai kính sợ Chúa và cho họ biết giao ước của người. Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi, vì chính người sẽ gỡ chân tôi khỏi giò lưới. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con vì thân lầy bơ vơ khổ cực, lòng đau như than, xin làm cho thanh thoát và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo. Xin Chúa thay cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. Xin Chúa thay cho thù địch con đông vô kể, chung ghét thân này, ghét cay ghét đắng. Xin bảo quản, xin mang và giải thoát con. Đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài. Cứ gì lòng trong sạch và ngay thẳng, che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa. Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứu Israel thoát mọi nỗi thương chuyên nặng nghèo.
nơi ngài còn dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Chúng con trong lời rất thân yêu mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở bao lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Hàm Chúa chúng con cho hỏi sự nhớ. Amen. Ngài đã thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Ngài trai tìm cửa thanh cửa tên ra thanh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lòng thanh du xe là bà thân sập Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Ngài đã thanh từ vì nào nước Việt Nam. Cầu cho chúng con. Ngài thanh nữ tê đồng Giêsu cầu cho chúng con. Này Cha Thánh Đa Minh cầu cho chúng con. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tình bác ái và sự chia sẻ là những yếu tố quan trọng là hành trang thiết yếu của ông John Baptista, là vị ân nhân quý bạn chúng tôi. Khi được tin ông qua đời, là chúng tôi bắt đầu cầu nguyện tại nhà thờ ngày hôm nay. Và hôm nay chúng tôi sáng hôm thứ tư có xin một thánh lễ là ở lại ân nhân của huynh đoàn, và chiều thứ năm thì cũng xin một thánh lễ để cùng tất cả tăng chúng đi tham dự thánh lễ cầu nguyện chân ở chiều thứ năm. Và huynh đoàn đã cầu cùng tại thánh thờ nhà ô trần để xin đoàn cũng chia sẻ cái sự mất mát của người thân, người cha, người cha, người ông trong gia đình, sự ra đi của ông nội đã trông thấm trong gia đình. Nhưng làm chúng tôi một số anh chị em đã gửi đến chia buồn cùng gia quyến. Dạ em xin thay mặt gia đình Tam Quyến cảm ơn quý anh chị của Minh Đoàn Giáo Dân Đa Minh cho sứ Định Hiệp đến cầu nguyện cho ông John Baptista mà hôm nay là được một cái hạnh phúc là được ân nhân của huynh đoàn. Thì chúng em rất vui vì là vừa ân nhân thì ông John Baptista thì được các anh chị hiệp dân thánh dự dân lời cầu xin dự kinh cầu nguyện cho ông John Baptista và xin thánh lễ và dự kinh trong thánh lễ giáo xứ cũng như dự kinh trong giáo xứ. Thì em xin thay mặt gia đình cảm ơn quý anh chị rất nhiều và cũng không có biết nói gì hơn, nguyện xin qua lời chuyển cầu của thánh Nam Minh ban cho các anh chị được nhiều ân sủng của Chúa, bình an và đặc biệt sức khỏe để công việc dấn thân phục nội vụ của anh chị một ngày làm sáng danh Chúa. Và một lần nữa thì em xin thay mặt gia đình cảm ơn quý chị. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi. Xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao rồi cho trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết và tang xa xuống mộ tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên
kính đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh đồng công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đời trong Chúa nhận lời. Nếu Chúa chấm tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thơi, nhưng cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn kính thờ. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đời trong Chúa nhận lời. Xin cộng đoàn nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp: chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta. Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài. Nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ sống chỉ với Ngài. Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết Ngài đã phục sinh. Đời vượt sâu thương đau và hồn đang trốn cầu, mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Cho vì bao công ơn con mẹ xưa gắng trần, chịu chết để xóa tội cho muôn dân. Maria, mẹ ơi, mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sầu, vẫn vững tâm trong nên rêu cầu. Đang chịu bao thương đau, mong về muôn lối lầm, để Chúa dẫn đưa về nơi thiên cung. Nhưng nguyện xin trên phương mau dù thương chữa bầu, để Chúa rút bớt thời gian thương đau. Maria, mẹ ơi, mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sầu, vẫn vững tâm trong lên về. Thank you.
từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lẫn tuốt vô bờ giữa con nên chính trong giữ sạch mọi gian ác cứu con qua ánh tội khiên con thành thấm thí lỗi lầm Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn ở ngay bên thiên nhan con phạm tội nhớ Chúa luôn công chính từ nhân khi người tuyên án nhân loại mẹ con cứ mang con trong muôn mảnh tội lỗi con thân tội lỗi tuân sinh trong kiếp tội nhân con hằng sợ hãi cho trí lòng con theo nguồn chân lý muôn đời. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương ban xuống niềm ấp ủ cho tâm hồn Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn thank you.
Từ khi cha xa khuất, lòng con luôn nhớ cha từng ngày. Vì con đây có lỗi, đã lừa rồi anh em. Từng đêm con thao thức, cầu mong cha ở trên thiên đường. Rằng cha ơi tha thứ những lỗi lầm của con. Lời cha dạy ngày xưa mãi ghi sâu trong lòng. Dù vẫn đổi sao rời, con nguyện mãi mang theo. Lời cha dạy ngày xưa khắc lên ngôi bia mộ, để đời sau mãi nhớ những lời dạy của cha. Ngày xưa cha đã nói rằng con ơi sống cho thật lòng, đừng mưu mô tính toán, đừng thù oán anh em. Ngày xưa cha đã nói hãy bao dung thứ tha cho người, để khi xuôi tay nhắm mắt sẽ thấy lòng thành thơi. Cha dạy ngày xưa mãi ghi sâu trong lòng. Dù vẫn đổi sao rời, con nguyện mãi mang theo. Lời cha dạy ngày xưa khắc lên ngôi bia mộ, để đời sau mãi nhớ những lời dạy của cha. Cha dạy ngày xưa mãi ghi sâu trong lòng. Dù vẫn đổi sao rời, con nguyện mãi mang theo. Lời cha dạy ngày xưa khắc lên ngôi bia mộ, để đời sau mãi nhớ những lời dạy. Tin ông Gioan Baptista từ Chúa gọi về, chúng tôi gia đình Nero Maria đón sứ thân chị đến đây cùng gia đình dâng lời cầu nguyện và chia sẻ nỗi mất mát trong gia đình. Nguyện xin Chúa là cha nhân từ xin thương xót linh hồn Gioan Baptista, xin gia đình cùng hợp ý. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, cho rồi cho đã. Trời chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến đi, cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng
con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và thán xa xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hiếu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng, ngày sau với trời lại xuống phán xem kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh công công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Ba tôi không có giọng ru ngọt ngào như mẹ, không ôm tôi vào lòng những lúc tôi hư. Nhưng ba lại có một đôi tay vững chắc, một sức mạnh phi thường, nâng đỡ cho con trong cuộc đời đầy phong ba bão táp. Ba là dân Thái Dương, rồi cho con bước đường tương. Ba là ngọn núi cao che bao bụng sương gió đời con. Ba người thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi, lưng ba còng mắt kém tay run, ba còng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con ngày thơ âu qua mau, ơn mẹ công ba nuôi nấng đời con. Còn đó trong con những ngày thơ âu qua mau, ơn mẹ công ba nuôi nấng đời. Ông Doan Bautista lũ gọi về. Tôi, anh em trong mình gọi giáo dân gia mình, giáo sư Vinh Nghiệp đến đây chia về với gia đình và xin cùng với gia đình dâng lời kinh của Vũ để thông với tôi để cầu xin Chúa tương đế linh hồn Doan Bautista tha thứ những lỗi lầm mà ông đã có mắc phải trong lúc thời gian còn sinh thời, và để sớm đưa linh hồn ông về ở tổ nhà Chúa. Tôi xin cùng mời gia đình dâng lời kêu với tôi với tuyên đoàn chúng tôi. Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con. Mùa lạy Chúa, xin mau phụ trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Alleluia. Tu vua cả khi tu đầy huy dung, đã đập tan xiềng xích của tử thần. Quá thờ
Ngài làm đam rỡ phụ thân, Cha ban dường cho loài người hèn yêu. Phật nguyện của chúng con, Ngài gánh chịu, quyên tâm thân vào cuộc chiến phi thường, hầu đập tan mạnh lực của xà vương. Ngài thăng trần khi cam lòng chịu chết, rồi hùng dung ra khỏi mộ oanh liệt, để muôn người nhờ màu nhiệm phục sinh. Dẫu bao phen tự chết bởi tội tình, vẫn được hưởng ơn Ngài thương cứu sâu. Xin ban tặng chuỗi ngày đầy ân sủng, đợi Ngài về mời ăn cưới nửa đêm. Và chúng con đã chuẩn bị giàu đẹp, tan như tiệc trên quê trời mãi mãi. Xin thầm phan hương ở lòng từ ai, cho nhân vào mùa ánh sáng thiên cung. Chúa con đây tin cậy nên một lòng, hàng gắn bó cùng ba ngôi vĩnh cửu. Mau toàn thể người thân yêu bạn hữu, ta ly trần nay nghi giấc bình an. Được Ngài thương cho hương phúc thiên đàng, hầu ca tùng tán dương Ngài muôn thuở. Chúa giữ gì ban hoi mọi điều bất hạnh, giữ gì cho sinh mệnh an toàn. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến từ nơi nào? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là đấng dựng nên cả đất trời. Xin đừng nhìn như bán, đừng để bán lỡ chân trật bước. Xin người chớ ngủ quên, đừng nhìn như Israel, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành. Chính Chúa là đấng canh giữ bạn, chính Chúa là đấng vẫn chờ che, người luôn luôn ở gần kề. Ngày sau khắc thần ô không tắt hoa, đêm năm canh vằn nguyệt chẳng hại chi. Chúa giữ gìn ban coi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn ban lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh thân thần Thiên Chúa, từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu ban đài. Kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa tròn mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi, như có câu buồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã đến thôi. Con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
đổi thay. Từ sớm nay vào năm mộ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải mất tan đi. Trọn kiếp nay ai theo đường sư sống trong tình, mai sau sẽ được cùng sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống hiền vinh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này, dù sống ai chết tin còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cho con mang dòng máu của cha, kêu mang con dạ chứa lòng mẹ, sinh ra con mẹ nuôi cha dưỡng, khổ dặm trường cũng muốn con vui. Non cao xa nào qua tình cha, sông bao la đâu bằng tình mẹ. Bao nhiêu năm vì con vất vả, không một lời than trách cuộc đời. Bởi vì con là niềm vui của cha, là hoa nở trong lòng mẹ. Con trẻ đơn sơ nhỏ bé, vui vẻ trong tâm tình người. Con là nụ cười hôm nay, là ngày mai sức sống tràn ngập. Con là như viên ngọc cứng, cho cân xứng với bao nhọc nhằn. Con là vần thơ bất tận, cho cha mẹ vương vấn thương yêu. Thương bao la còn viết về cha, ngân vang xa lời ca tặng mẹ. Dâng câu kinh ngày đêm khe khẽ, khấn cầu trời bao hiếu ân sâu. Mong bao lâu còn sống trần gian, ca miên man chưa hiểu nồng nàn. Khuyên cho ai tình thiêng phú mâu, nếu chẳng hiểu chẳng thấu chẳng là người. Đơn sơ nhỏ bé, vui vẻ trong tâm tình người. Con là nụ cười hôm nay, là ngày mai sức sống chẳng ngừng. Con là như viên ngọc cứng, cho cân xứng với bao nhọc nhằn. Con là vần thơ bất tận, cho cha mẹ vương vấn thương yêu. Thương bao la còn viết về cha, ngân vang xa lời ca tặng mẹ. Dâng câu kinh ngày đêm khẽ khẽ, khấn cầu trời bao hiếu ân sâu. Mong bao lâu còn sống trần gian, ca miên man chữ hiếu nồng nàn. Khuyên cho ai tình thiêng phú mâu,
chẳng hiểu chẳng thấu chẳng là người. Con cầu trời ban phước cho mẹ cha, suốt cuộc đời sống trong tình thiên hà, tuổi già được trường thọ. Quy tụ nơi đây để cầu nguyện cho ông John Bautista và xin lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa chấp nhận để đưa ông John Bautista chúng ta về nước Chúa. Và để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận, giờ đây chúng ta hãy sám hối ăn năn. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chiếc thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để Chúa kẻ lại sống cũng như kẻ chết. Thế mà bạn, sao bạn lại xét đoán người anh em? Và bạn nữa, sao bạn khi dễ người anh em? Quả thế, tất cả chúng ta sẽ phải ra trước tòa Thiên Chúa. Vì có lời chép rằng, Đức Chúa phán,
ta lấy sự sống ta mà thề, mọi người sẽ quỳ gối lại ta, và mọi lực và mọi miệng lưỡi phải xưng tụng Thiên Chúa. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con, thì con muốn rằng con ở đâu, chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Thầy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa quý bà và anh chị em, và đặc biệt là Tài Quyến, hôm nay chúng ta quy tụ ở đây để dâng lễ cầu nguyện cho ông John Bautista. Như chúng ta biết ở bài đọc một, Thánh Phaolô cho rằng dù anh em sống hay chết, anh em cũng thuộc về Đức Kitô. Có nghĩa là sự sống và sự chết của chúng ta không thuộc nào. Từ khi chúng ta rửa tội là chúng ta đã thuộc về Đức Kitô. Nếu chúng ta thuộc về Đức Kitô thì chúng ta nằm trong lòng thương xót của Chúa. Hôm nay chúng ta được nghe lại bài tin mừng mà Thánh Gioan, chính Thánh Gioan đã cầu xin Chúa Cha cho những người mà thuộc về Đức Kitô, hay nói một cách khác, những người mà rửa tội theo đức tin Công giáo thì là những người thuộc về Đức Kitô. Và Chúa muốn rằng là chính Đức Giêsu Kitô muốn rằng là khi mà Ngài ở đâu thì Ngài muốn những người thuộc về Ngài cũng ở đó với Ngài. Chúa Giêsu hiện diện ở trên thiên đàng, đang ngồi bên Thiên Chúa Cha, và Ngài cũng muốn rằng tất cả những người theo đức tin Công giáo, những người Công giáo chúng ta cũng được thừa hưởng y như Ngài trên thiên đàng. Và đây là lời mà chính Đức Giêsu đã thật này với chúng ta, xin cho tất cả chúng ta. Một cái lời cầu xin rất dễ thương, một lời cầu xin mà chúng ta cảm thấy ấm lòng, cho dù chúng ta như thế nào không cần biết, nhưng nếu chúng ta thuộc về Đức Kitô thì Ngài sẽ không để sót một ai. Ngài sẽ thương xót hết tất cả những người mà đã thuộc về Ngài. Như chúng ta biết thì làm con người thì đương nhiên không có lỗi này thì lỗi kia, mà trong cái từ bình dân mà các bà hay dùng đó là khi ít khi nhiều, khi nào cũng có người mà làm sao mà tránh khỏi những cái lầm lỡ của cuộc đời. Nhưng mà vấn đề nó cũng nằm ở chỗ đó, ở cái chỗ là Chúa thương ta. Và khi chúng ta chết là chính là lúc mà chúng ta được Thiên Chúa cho về hưởng nhan thánh của Chúa.
Cho nên là thường thường các đoàn hay thích hát cái bài Khi Chúa Thương Gọi Con Về. Thương thì mới gọi về đó. Mà thương kiểu này chắc là tôi ít ít thương, nhất là những người trẻ. Con mới con muốn mấy năm mươi rồi chưa có ra làm sao cả mà thương con kiểu này thì không nên hả? Những người 70-80 tuổi thôi chứ thương được, nhưng chưa chắc. Có một lần con nhớ đi sức dầu cho một bà cụ tám 70-mấy tuổi ở trong bệnh viện. Sức dầu xong rồi cái chàng bà cụ đi về, nói tự dưng bà nắm cái tay bà kéo lại, bảo cha ơi vậy con có chết không? Con hỏi nghe xong giật mình, bảo em chết hết nhưng bây giờ chưa đâu, bà còn khỏe như vậy thì chưa đâu. Và đúng thật 6 tháng sau thì bà mới mất, tại vì ung thư cũng thời kỳ cuối rồi, bác sĩ cũng chê rồi. Thế nhưng mà đấy 70-mấy tuổi, lớn tuổi rồi cũng sợ chết chứ đừng nói mà trẻ trẻ thì còn càng sợ nữa. Sở dĩ chúng ta sợ là bởi vì chúng ta sợ đứng trước Chúa, một đấng mà gọi là tuyệt đối cao cả, còn mình là thân phận tội lỗi, chính cái kiểu đó cho nên chúng ta sợ. Chứ còn nếu như chúng ta thấy được rằng trong Thánh Kinh không có chỗ nào mà Chúa phạt cho cái này phạt cái kia, nhất là theo kiểu cũ ước là chúng ta rất vui sợ, sợ lắm. Bởi vì Chúa phạt mà Chúa rất là công minh xử. Ngày xưa mày sống chả ra làm sao, chết đi phạt cái này phạt cái kia. Theo cái kiểu cũ ước đó thì chúng ta vô cùng nguy hiểm. Đạo chúng ta là đạo của tình thương, đạo của Thiên Chúa là người cứu chuộc chúng ta. Chúng ta tội lỗi cho nên là Chúa đã phải xuống thế là người chịu chết để chuộc chúng ta. Chuộc có nghĩa là bảo kê, là mua chúng ta về rồi. Cho nên chúng ta nói thuộc về ai nữa? Thuộc về Đức Kitô. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trong những cái kinh mà chúng ta nghe thì chẳng hạn thấm thiết, nếu Chúa chấp tội nào ai được lỗi. Cho nên là chúng ta thấy là ai mà không có tội. Lô lô con hay đùa, anh bảo chứ trời thánh mà ở với con chừng một tuần con moi được tật xấu, đừng có nói một người thánh. Cái tiên tri là con người chúng ta, cho nên là chúng ta không phải là cái chuyện mà chúng ta sống thế này sống thế kia rồi thế này rồi chúng ta được thưởng này kia, cái chuyện đó là không, nó là chuyện bình thường. Còn đây mà chúng ta sống chả ra làm sao cả mà Chúa vẫn thương, hay nó điều đó nó mới là cái lạ lùng của cái đạo Công giáo chúng ta, một cái đạo của tình thương, một cái đạo mà cái thằng con đi hoang đàng chi địa ăn chơi chắc tán cuối cùng về bố lại thương hơn cái người thánh cả. Đó là đạo mà chúng ta cứ suy ra từ Kinh Thánh thì thấy rằng Chúa luôn luôn thương chúng ta, và chính khi chúng ta chết là cái cửa ngõ để chúng ta vào được nước trời. Theo đúng như lời Chúa Giêsu hôm nay tâm sự với Chúa Cha, cũng là cầu xin với Chúa Cha để những người chị em hãy cầu nguyện. Đây lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng lễ vật này để cầu cho ông John Bautista được hưởng ơn cứu độ. Khi còn sống, ông John Bautista đã vương tin Đức Giêsu Con Chúa là vị cứu tinh nhân hậu. Thì giờ đây xin Chúa cho ông John Bautista được thấy rằng người cũng là vị thần phán khoan dung, người hằng sống và hiên trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thay, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiêu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi.
vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được ở một chỗ vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa đại. Đấng thánh là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và bí cựu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước cô nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giang Toàn Giuse, Đức Cha Louis giao phần chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là ông John Bautista, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng công nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lành Chúa tu thế và theo thể thức người dạy chúng ta nhá ứng dạng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, thiên Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con.
chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, quy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Dần gian phúc cho ai được mời đến dự tiệc thiên thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Nâng đỡ ủi an đã lấy tình thương con cả mà tạo dựng con người, và khi con một người sống lại, người đã ban cho các tín hữu niềm hy vọng được phục sinh. Giờ đây xin người thương tuôn đồ môn tốt lành thương trên anh chị em. Xin người cho tất cả chúng ta còn đang sống được ơn tha tội, và cho các tín hữu đã qua đời được chung hưởng an sang và bình an. Chúng ta tin thật rằng Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, vậy chớ gì chúng ta cũng sẽ được cùng người hương phúc thiên vui. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Chúa.
trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chốn nghỉ ngơi. Tim con trong trái tim người, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chung con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như nỗi hồng, con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời. Tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chung con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. John Baptista đã từ giã cuộc sống ở trần gian để trở về nhà cha. Chính vì thế hiện diện nơi đây có cha phó Giuse, ngài thay mặt cho cha chánh xứ vẫn công việc mục vụ của giáo xứ, để cùng với chúng tôi là anh em trong hội đồng mục vụ giáo xứ cũng như quý chức của giáo họ Giuse. Chúng tôi đến đây trước hết xin được chia buồn cùng với tang quyến về sự ra đi của ông John Baptista. Đồng thời cùng với gia đình chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện. Xin Chúa thương ban cho linh hồn anh ông John Baptista sớm về được hưởng vinh quang bên Chúa. Trước khi dâng lời cầu nguyện, cha phó ngài sẽ đại diện cho cộng đoàn để niệm hương trước bàn thờ Thiên Chúa qua nén hương này. Xin Chúa đón nhận lời cầu khẩn chân thành của chúng ta. Và qua nén hương này, chúng ta tạm biệt ông John Baptista, một thành viên trong cộng đoàn của giáo xứ Tân Việt chúng ta đã ra đi. Xin Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ân năn kêu van lạy Chúa. Mọi gian nan cứu con qua ánh tội thiên, con thành tâm thú lỗi lầm. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ân năn kêu van lạy Chúa. Cái chết đang làm cho chúng ta đau buồn, chúng ta muốn nâng tâm hồn lên cùng Chúa nhưng không biết phải thưa thế nào. Vậy chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu, xin Chúa giúp chúng con biết cùng nhau nói lên rằng: lời Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha
để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Sách Tin Mừng tuần này, đứng gần thập giá có thân mộ Đức Giêsu cũng như Đức Maria xưa kia. Giờ đây chúng ta đang đứng gần người thân mới qua đời, chúng ta hãy xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách này. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu đang nằm bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Thưa anh chị em, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa Kitô, mà có chết cũng là chết cho người. Vậy dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa Kitô, vì người đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Đó là lời Chúa. Ta cùng đau khổ với Ngài, đến nơi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăng ngàn gian khó, hiền quý thân tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Xin Cha và Con và Thánh Thần. Cha, con xin tâm nguyện, con xin thay mặt gia đình Tam Quyên. Trước hết là cảm ơn cha với lòng cảm kích, vì dù trời mưa gió như vậy, cha cũng không quản ngại mà đến cầu nguyện cho linh hồn người thân chúng con là Joan Bautista. Và gia đình chúng con rất vui vì được là giáo dân của giáo xứ Tân Việt, đã được cha gia xứ đến chăm đến tuổi an anh lúc còn sống, cũng như sức giàu và làm nghi thức tẩm liệm. Đó là một tình yêu thương mà giáo xứ dành cho gia đình chúng con, cách riêng là cho linh hồn anh Joan Bautista. Và hôm nay cha lại đến viếng xác, chúng con cũng không biết nói gì hơn. Con xin thay mặt cảm ơn cha, xin Chúa ban cho cha tràn đầy ân sủng bình an, và cho cha luôn chu toàn sức vụ mà Chúa trao cho cha. Nhưng nay Chúa đã gọi về với ông gần với Chúa, nhưng với thân phận là con người mòn rồi, chắc không tránh được những thiếu sót và sai phạm. Giờ đây xin Tam Quyên cùng chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho Gian và chúng ta. Xin Chúa là Cha chiều lòng thương xót, xin được dẫn đưa linh hồn ông Gian và chúng ta về được hạnh phúc của Chúa để luôn bền. Và trước khi dâng lời cầu nguyện, vị đại diện cũng thắp lên nén hương trước bàn thờ Chúa và trước quan tài của ông Gian và chúng ta. Chúa
tâm giác hồn tràn lan ơn thiêng. Xin cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ về tín lùng Thessalonica. Thưa anh em, về những ai đã yêu rất ngàn thu, chúng tôi không muốn anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã ăn rất ngàn thu trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng với Đức Giêsu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã ăn hết ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lực ban ra, khi tiếng vọng lặng thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời cao ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa. Con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Khi mùng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Đấng Giêsu con lòng bà luôn phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Đi đời con theo Doan Washington vào sáng mai và tối mai sẽ cầu nguyện cho tối mai và tối mốt. Sáng mai thì 4 giờ chúng tôi sẽ làm nghi thức tiễn biệt cho ông Doan Washington. Dạ, em cũng xin thay mặt gia đình ban viếng cảm ơn quý anh chị trong ban phục vụ và giáo họ Du Xe đã đến đọc kinh cầu nguyện và giúp đỡ cho gia đình các ngày các khác trong những ngày này. Và cũng không biết nói gì hơn là tại vì qua những cái lời nói cũng không thể nào mà gia đình có thể là có hết cái sự mà yêu quý mà các anh chị dành cho gia đình. Thì thôi em chỉ nguyện xin Chúa trả công cho các anh chị, ban cho các anh chị nhiều sức khỏe và cái tinh thần phục vụ và cái mẫu gương mà mỗi người chúng em là noi theo, và ban cho các anh chị cũng nhiều phúc lộc và trên cái con đường công việc của mình luôn thuận lợi và tốt đẹp. Và một lần nữa em xin cảm ơn.
chốn luyện hình u tối, vòng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tín dâng mẹ nhân ái, nguyện mẹ thương nghe đoàn con gái thiết tha van nài. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vòng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trong ai người nhớ thương. Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt, lửa hồng bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn lường. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vòng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng
của tôi và hãy học hỏi với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ công. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời mở bên hiếu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúa Con và Chúa Thánh Thần để chịu phán xét, chúng ta hãy dâng lên ba ngôi những lời cầu nguyện thiết tha và tin tưởng. Lạy Chúa Cha là Thiên Chúa đã tạo dựng nhân loại và chính linh hồn Gioan Baptista đây, ban cho linh hồn Gioan Baptista được làm con Chúa và được thông thần sự sống của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho linh hồn Gioan Baptista mọi tội lỗi xúc phạm đến Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy ngôi hai Thiên Chúa, Chúa đã giáng trần và chịu chết để cứu chuộc nhân loại, để đưa nhân loại vượt qua cõi chết. Xin Chúa tha thứ cho linh hồn Gioan Baptista vì những lần không sống theo tin mừng của Chúa, hoặc là mất lòng Chúa hiện diện trong các bí tích. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần hằng ngự trong tâm hồn chúng con để thánh hóa, dìu dắt và nâng đỡ tâm hồn chúng con. Xin Chúa tha thứ cho linh hồn Gioan Baptista vì những lần không sống theo ơn Chúa cho nên và không biết kết hợp với Chúa để thánh hóa mình và cứu độ kẻ khác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy ba ngôi Thiên Chúa, xin đoái thương tha thứ cho linh hồn Gioan Baptista mọi tội do tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa ba ngôi đầy tình thương, đã xây dựng nhân loại chúng con từ hư không và dấn thân cứu chuộc chúng con khỏi chết đời đời, chúng con tha thiết cầu xin Chúa ba ngôi đón nhận linh hồn Gioan Baptista trong vòng tay quyền năng và lấy lòng khoan dung xét xử cho linh hồn Gioan Baptista chiếu theo lòng trông cậy của chúng con. Chúng con nguyện xin cùng ba ngôi
là Thiên Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấm tội nào ai đổi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con thấy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đức Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn do an cao ti si ta được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn do Bautista đây là chồng của hội viên hội các bà mẹ công giáo và cũng là ân nhân của hội các bà mẹ công giáo. Hội chúng tôi sẽ xin cho ông hai thánh lễ, một trong thánh lễ an táng ngày mai và đầu tháng giữa tháng 8, tức là thứ tư của tuần thứ hai, thì tháng 8 chúng tôi sẽ xin cho ông một thánh lễ nữa. Và sau khi ăn táng xong, rồi chúng tôi sẽ đến tại gia để dâng một tối kinh cầu nguyện cho linh hồn. Và ông Gioan Bautista mau về hưởng nhan Thánh Chúa. Và giờ đây, đứng trước linh cữu của ông Gioan Bautista, chị em chúng tôi cũng xin thắp những nén nhang này để vĩnh biệt ông và hẹn gặp ông trên nước trời. Xin gia đình cùng với chúng con cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện.
lời Chúa, xin mở lòng nhân hậu
hậu đoái thương nghe lời chúng con khẩn nguyện, để một khi chúng con được phấn khởi tin vào con Chúa đã từ cõi chết sống lại, thì xin cho đức tin chúng con cũng được vững mạnh để tin vào sự sống lại mà Chúa đã ban cho tôi tới Chúa là ông Gioan Baptista. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Đêm nay nghe gió lạnh, lòng còn nhớ đến cha. Như bao đêm vắng nhà, lòng luôn nhớ thương cha. Nhớ những dấu yêu thuở nào bên căn nhà ấm êm, và nhớ những đêm trăng về cha dắt con đi dạo chơi. Năm con lên 90 với chiếc xe đạp xưa, cha đưa con đến trường bằng hơi ấm tình thương. Nhớ những hôm mưa lạnh, sợ con ướt dũng trên đường xa, và cha khẽ ôm con vào lòng bảo rằng sợ chi mưa gió. Những